Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, Hoàng Dậu có một bó hoa mang tặng chủ tịch và người sáng lập cùng các phó chủ tịch. Hoàng Dậu chúc cho phụ nữ nước mình luôn luôn xinh đẹp, thông minh, rạng ngời. Thơ này để nói thay lời cảm ơn chủ tịch suốt đời xinh tươi. Chúc chủ tịch Trần Thêu xinh đẹp dịu dàng, người sáng lập Trần Quốc vừa đảng lại vừa nếp na. Chúc tất cả các phó nhà ta má hồng môi đỏ mặt xinh rất hiền. Chúc cho các bà các chị các em sống vui sống khỏe quây quần bên nhau như hoa thắm đỏ tươi màu, không phai không nhạt không tàn không rơi. Vâng, hôm nay ngày 20 tháng 10 rất vinh dự Hoàng Dậu lên sóng để giao lưu cùng chủ tịch và cả nhà yêu mấy ca khúc. Vâng, Hoàng Dậu, lời đầu tiên cho phép Hoàng Dậu mang tình cảm chân thành, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới chủ tịch Trần Thần Thêu, người sáng lập câu lạc bộ Trần Quốc cùng các phó chủ tịch và quản trị viên và cả nhà yêu, lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, nhân ngày 20 tháng 10, Hoàng Dậu chúc cho tất cả các chị em phái đẹp phụ nữ luôn xinh đẹp, đảm đang, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Vâng, sau đây là chương trình ca nhạc của Hoàng Dậu. Mây trắng bay
Chúc chủ tịch và người sáng lập luôn là những ngôi nhà để cho các ca sĩ tỏa sáng